Jung Hae-in và Jisoo Blackpink tiếp tục bị soi điểm trùng hợp, thuyền này không chào, đời không nể. Mặc dù chỉ là một chi tiết khá nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến dàn shipper có động lực chào thuyền. Bước ra từ bộ phim Snowdrop, Hoa Tuyết Điểm, hai diễn viên chính là Jisoo và Jung Hae-in đã trở thành cặp đôi được đông đảo khán giả ủng hộ phim giả tình thật. Từ hậu trường quay phim đến tương tác trên mạng xã hội, cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết và đáng yêu. Chính vì vậy, đây là cơ hội vàng để dàn shipper hùng hậu được dịp săm soi. Thời gian vừa qua có không ít những chi tiết chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa Jisoo và Jung Hae-in được netizen bóc mẽ. Sự thân thiết của bộ đôi nam nữ chính phim Snowdrop được thể hiện qua cách họ tương tác, cử chỉ thân mật, đồ đôi, đưa đối phương về ra mắt, vân vân. Thậm chí cư dân mạng còn để ý thấy cả hai ngày càng giống nhau từ ngoại hình đến các hành động vô tình. Hay nói cách khác, Jisoo và Jung Hae-in được shipper gọi là cặp đôi có tướng phu thê. Mới đây, một netizen đã chỉ ra một chi tiết chứng minh cặp đôi này ngày càng giống nhau. Cụ thể, trong một clip hậu trường của Jisoo và Jung Hae-in, netizen phát hiện ra cả hai đều có thói quen quay bút. Nếu để ý kỹ, trước đây Jung Hae-in vốn không có hành động này. Phải chăng từ khi quen biết bạn diễn thân thiết Jisoo, anh chàng cũng bị lây thói quen giống cô ấy? Mặc dù chỉ là một chi tiết khá nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến dàn shipper có động lực chèo thuyền. Ngay cả khi Snowdrop đã kết thúc, nhưng hiệu ứng của phim để lại khá tốt, đặc biệt là với khán giả nước ngoài. Snowdrop từng gây nhiều tranh cãi vì vướng ồn ào xuyên tạc lịch sử, phim từng có nguy cơ bị cấm chiếu, nhưng nhờ nỗ lực của ekip, tác phẩm vẫn được phát sóng. Phim còn được ví là màn lội ngược dòng của Jisoo khi vạ lây bởi phim có nhiều rắc rối, nhưng sau đó gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt. Người hâm mộ cho rằng sự xuất hiện của Jisoo, mỹ nhân nhóm Blackpink cộng thêm tương tác ăn ý tình cảm giữa cô và bạn diễn Jung Hae-in là yếu tố góp phần lớn nhất vào thành công tác phẩm. Jisoo là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay, Blackpink. Cô có tài khoản mạng xã hội 56 triệu người theo dõi và là gương mặt có tầm ảnh hưởng không chỉ trong âm nhạc mà còn ở mảng thời trang quảng cáo. Jung Hae-in được mệnh danh là chàng trai màn ảnh mà mọi cô gái đều muốn được yêu vì có ngoại hình sáng, nụ cười tỏa nắng. Ngay trước khi Snowdrop lên sóng, Jung Hae-in vẫn là cái tên nóng bởi thành công của series DP Truy Bắt Kính Đào Ngũ. Trong suốt quá trình Snowdrop phát sóng, Jisoo và Jung Hae-in nhiều lần bị nghi phim giả tình thật vì những hành động thân thiết ở hậu trường phim và trên mạng xã hội. Trên TikTok, khán giả yêu phim truyền hình phát hiện Snowdrop chính thức chạm mốc 4 tỷ lượt xem. Con số không nhỏ này phần nào chứng tỏ sức hút của đôi nam thanh nữ tú Jisoo Jung Hae-in. Góp mặt trong Snowdrop, Jisoo nhận nhiều lời khen với vai chính đầu tay khi hóa thân thành Yeon-ro cùng nam diễn viên điển trai Jung Hae-in tạo nên cặp đôi màn ảnh đình đám. Bộ phim kể về mối tình đẹp nhưng có cái kết bi kịch của cô sinh viên Nam Hàn, Eun Yeon-ro Jisoo và anh gián điệp Bắc Triều Tiên Lim Soo-ho Jung Hae-in. Ban đầu Snowdrop vướng tranh cãi bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích và tẩy chay. Tuy nhiên sau khi nhiều diễn biến tình tiết được hé lộ, phim dần giành lấy sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn và tài năng của dàn diễn viên. Snowdrop ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc khoảng 2,7%, con số khá khiêm tốn nhưng lại thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng trên nền tảng trực tuyến như Disney cộng TikTok. Cặp đôi Jisoo, Jung Hae-in và Jisoo cũng nhiều lần lọt top trending trên Twitter. Vì độ ăn ý ngọt ngào cả trên màn ảnh lẫn hậu trường của hai ngôi sao Snowdrop, người hâm mộ bày tỏ hy vọng được thấy cặp đôi tái hợp và có cái kết đẹp trong một dự án truyền hình khác.